Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Buổi tối ngày nay là ngày 5 tháng 1 thì Sơn Đình lại tiếp tục giới thiệu đến các bác những sản phẩm hàng bãi Nhật tuyển chọn đẹp xuất sắc để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Thì hôm nay Sơn Đình sẽ giới thiệu cho các bác hai cặp loa đấy của hãng Onkyo đến từ Nhật Bản và một bộ âm thanh phối ghép giữa một cặp loa Peeler và một chiếc âm mi Mazang Esotech PM5. Bây giờ thì Xuân Đình xin mời các bác cùng Xuân Đình đi chi tiết báo giá cũng như quay từng cặp loa một để cho các bác biết cũng như thông tin sản phẩm, và cũng mong các bác khi xem video thì các bác thích sản phẩm nào cũng như muốn mua thì các bác để kỹ trong video, Xuân Đình sẽ quay chi tiết cũng như báo giá luôn cho các bác. Đầu tiên thì cặp bên này thế căng thì các bác có thể nhìn thấy rõ, nó rất đẹp, không có cái nào bị rách luôn. Đây là dòng Onkyo D77RX. Đấy. Cứ đẹp như này thì nó thật là Xuân Đình cũng rất thích để bán cho các bác, cũng đỡ phải mất công tuốt tát spa mông má gì cả. Đây là cái cấu hình của loa. Dòng này thì nó thiết kế là loa đối xứng, model của nó là D77RX các bác nhé. Onkyo loa 3 đường tiếng. Thì với những cấu hình của loa dòng Onkyo Bass 30 như thế này thì các bác có thể là nghe nhạc cũng như nghe ngao karaoke gia đình khá là tốt. Cặp loa này về trong tình trạng là nguyên zin. Và tất cả những cái dòng này thì Xuân Đình cũng chia sẻ thật với các bác là đều phải thay gân, vì cái gân của nó qua đường biển nó bị mục hết rồi, nên đều đã được thay hết cho các bác. Và tất nhiên dòng này thì nó đều là gân mút thì cũng vẫn thay sang gân mút cho các bác luôn. Nên cái gân của nó rất là mềm mại. Bát của nó là bát 30. Đấy, củ xương đúc rất là to. Một chung 16. Đấy, làm cái lời nó ra rất là chi tiết. Và một tép đôm. Đấy, một tép đôm, một chung 16 và một bát 30. Dòng này thì nó thiết kế là 3 phân tần riêng biệt. Và đặc biệt hơn nữa đây là cái phần hệ thống trung âm và phần tép này thì nó đóng riêng một cái thùng ở bên trong riêng. Đấy, ở bên trong cái thùng này thì nó có một cái khe, một cái kho, gọi là một cái khoang riêng giữa loa trung và loa tép để tránh cộng hưởng cái phần bát này. Lỗ thông 10 phía đằng trước. Tổng quan hình thức của loa thì góc cạnh Bombay nó cũng khá là đẹp, mặc dù nó đều là đồ cũ, là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh, thì nó cũng có một vài vết chảy xước nhưng tổng quan thì nó rất là đẹp. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao 68, chiều ngang 37 và chiều sâu là 32. Loa thì cực kỳ là đẹp bây giờ. Đấy, Xuân Đình sẽ cho nhỏ tiếng một chút để quay cũng như giới thiệu cho các bác sẽ được kỹ càng hơn. Đây là tổng quan bên trên, góc cạnh. Nói chung là đã về tới đây rồi cũng như đã lên thảm nhà Xuân Đình thì bao giờ cũng phải đòi hỏi nó phải đẹp và sạch sẽ rồi, cho nên các bác cứ an tâm sử dụng thôi. Đây là tổng quan của cặp loa này. Cặp Onkyo D77RX này thì đó có trở kháng là 6 ôm. Đây là phía đằng sau này, các bác có thể nhìn thấy rõ này. Số seri bên này là 755. Loa bên phải này, bên này là 317, loa bên trái này. Dưới là cầu loa. Dòng này nó có trở kháng là 6 ohm. Công suất maximum là 150W một loa. Made in Japan. Loa rất nặng và chất. Góc cạnh B rất là đầm tay. Thì cặp Onkyo D77RX cửa Xuân Đình đang bán với mức giá là 11 triệu. Hình thức cũng như góc cạnh của loa còn rất là đẹp. Tiếp theo sang bên này thì nó cũng là một cặp Onkyo nữa. Ngoài những dòng Onkyo thì cửa Xuân Đình đang về rất là nhiều những dòng Diatone. Đặc biệt là có những dòng 77HR, 77HRX rất là khủng. Toàn cấu hình bass 32 để cho các bác nghe nhạc cũng như hát karaoke gia đình tuyệt vời luôn. Đấy. Bên này thì nó cũng là một cặp Onkyo D77RX. Tổng quan thì loa cứ gọi là xuất sắc cho các bác lựa chọn để chơi Tết thôi. Rất là tuyệt vời luôn. Góc cạnh không có bị chảy xước gì nhiều. Kích thước thì nó cũng như cặp mà vừa rồi Xuân Đình có tả, đó là chiều cao 68, chiều ngang 37 và chiều sâu là 32. Loa rất là nặng và chất, cấu hình là loa 3 đường tiếng, một bát 30, một chung 16 và một tép đôm. Trở kháng là 6 ohm, công suất là 150W một loa.
Đấy, hệ thống của nó là ba phân tần riêng biệt, loa bát phân tần riêng, loa chung, loa tép phân tần riêng, loa rất nặng và chất. Với những dòng Onkyo này thì các bác có thể phối ghép với những dòng âm ly sân xui, như đơn giản như những dòng 657X hoặc XDCAT hoặc 707, hoặc có thể ghép những dòng Pioneer như 7800 mắc đôi hoặc 7800 trơn, 7600 thì đều đánh với những dòng này khá là tuyệt vời. Onkyo D77 RX bên này thì Xuân Đình cũng lại quay đằng sau cũng như báo model cho các bác luôn. Bên này thì loa bên phải nhá, nó bị bong mất cái chữ R bên này rồi, thì tất cả loa nó đều đối xứng, còn nếu loa một vế thì nó sẽ bị lệch nhau. Có số series là 765. Đấy. Còn là chiếc bên này thì nó có số series là 509. Đấy, quay cao thì các bác có thể thấy rõ tổng quan, loa rất là đẹp. Nếu như loa cùng một vế thì nó sẽ bị lệch nhau nhé, còn đây nó chỉ bị bong mất cái chữ R thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Hình thức đẹp xuất sắc, có mức giá là 11 triệu. Đấy là hai cặp Onkyo. Và cuối cùng thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác, đây là một cái bộ âm thanh phối ghép giữa một chiếc âm ly Mazang Esotech PM5 đàn anh của PM4 đấy. Mức giá khá là mềm mại. Bên cạnh đó thì được trang bị một cái vỏ gỗ cực kỳ là hầm hố và sang trọng, thiết kế hình thức rất là đẹp. Xuân Đình đang phối ghép cho các bác, nó là cặp Pioneer CS9100 bass 30. Thực sự là đây là một cái cặp loa mà Xuân Đình dám khẳng định với các bác là nếu như để nói về mới như này thì rất là hiếm luôn. Thứ nhất là vỏ của nó là vỏ phủ một lớp sơn bóng piano, đấy, vân gỗ chìm. Góc cạnh thùng loa, đây các bác có thể nhìn thấy rõ, Xuân Đình đặt cái đít này. Đây là đẹp theo đúng tiêu chí mộc mạc nguyên bản nhé, chứ không có vỏ spa tút tát gì đâu. Trở kháng 8 ohm, công suất là 70W một loa. Đấy, số series của loa là 386. Đẹp xuất sắc. Ê căng của những dòng này là những cái ê căng gọi là mỏng manh dễ vỡ. Vậy mà cái cặp mà Xuân Đình đang bán cho các bác đây nó chỉ gọi là hơi có một chấm nhỏ đúng vào đầu ngón tay út. Hàng căng này rất là mỏng và đây là căng zin. Đấy, không có bị rách chút nào luôn. Cặp này thì cấu hình của loa rất là khủng. Bát của nó là bát 30. Gần một màng giấy, một chung giấy và một tép điện. Cái tiếng tép này so với chất âm rất là hay. Đấy, CS9100. Bát 30. Cặp loa này có kích thước là chiều cao 80, đấy, chiều ngang 38 và chiều sâu của nó là 31. Loa rất nặng và chất, lỗ thông hơi phía đằng trước. Đây là chiếc loa còn lại. Tổng quan thì đây là một cái cặp loa mang giá trị sưu tầm rất là cao. Nó đẹp theo đúng tiêu chí là mộc mạc nguyên bản. Đây bên này hơi chảy tí cạnh ở cái e căng. Nhưng không thể tránh được vì cái e căng của dòng này nó mỏng, gọi là mỏng manh dễ vỡ mà. Nó không như những dòng loa khác. Còn tuyến loa thì gọi là quá xuất sắc rồi, không có điểm gì chê về cặp loa này. Đấy. Góc cạnh sắc nét từ đằng trước ra đằng sau. Số series bên này là 403. Đấy. Không có bị chảy xước gì nhá. Và cũng không phải là loa bông má gì đâu các bác ạ. Đây là hàng tuyển chọn rồi. Cặp Pioneer CS9100 này thì Xuân Đình đang bán với mức giá là 11.800.000, bát 30. Hôm nay thì các bác nghe nhạc Bolero trữ tình rất là tuyệt vời rồi. Bên cạnh đó thì Xuân Đình đang phối ghép cho các bác đó là một chiếc âm ly Mazang Esotech PM5. Nếu như không có chữ Esotech này thì nó chỉ có chữ PM5 không thì nó lại không có giá trị. Còn nó đắt là đắt ở cái chữ Esotech này các bác nhé. Kể cả những dòng PM4 cũng thế. Nếu như là Esotech PM4 thì nó khá đắt. Còn nếu dòng PM4 trơn thì nó chỉ khoảng độ bằng 2/3 so với cái dòng có chữ Esotech. Tổng quan thì chiếc âm ly này về rất là đẹp. Chạy 8 xà than, công suất đó là 200W. Và dòng này thì nó là thuộc hàng xuất cho thị trường của Mỹ. Có chỉnh phần check riêng hai vế này, bên trái bên phải này. Phần bát cũng vậy, hai vế trái phải. Sang bên này thì có nút class A, khi các bác ấn vào thì đèn nó sẽ sáng này. Đấy, không thì nhả nó ra này. Cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm, có nao nớt này. Sang này tap 1, tap 2, nếu như các bác sử dụng, còn nếu như không sử dụng thì để chính giữa. Còn cái đường này lọc tần số của bát tép thì các bác tắt nó đi. Đấy. Sang bên này mono shifter để shifter. Còn bên này thì Xuân Đình đang sử dụng cổng AUX. Ngoài ra có cổng tuner. Và tab 1, tab 2 là 4 đường vào chính, phono dành cho đĩa than.
dưới là ba lăng, trên cùng là volume. Thì hiện tại Sơn Đình đang test cho các bác trên một cái nền nhạc, đó là nhạc trên điện thoại thôi, chứ không có qua bất kể một cái gì cả. Nhiều khi các cái cần gạt này lâu ngày không sử dụng ấy, thì nó sẽ có, thỉnh thoảng nó sẽ có tiếng hơi nọt xẹt. Thì các bác nếu như sử dụng về những dòng này hoặc những dòng piano thì các bác cứ gạt qua gạt lại 2-3 lần để cho cái tiếp xúc này nó hết, thì nó sẽ không bị sao cả. Đèn, khi có tín hiệu âm thanh thì cái đèn tia này nó sẽ vẩy nhé, rất đẹp ạ. Với cái cấu hình loa bass 30 của hãng Pioneer này thì cứ đảm bảo với các bác là cái tiếng bass đánh rất là hay và rất là tốt, chơi diện tích phòng lớn rất là tuyệt vời. Đấy, cặp chiếc Omni Marzahn Exotic PM5 này thì Xuân Đình vẫn bán một mức giá là 7,8 triệu, vỏ gỗ thì đẹp xuất sắc. Đây, vỏ gỗ không có điểm chê. Đấy. Mặt mũi cũng vậy, không có bị chảy xước gì cả. Thực ra nó là màu vàng chanh nhưng nó là vòng vàng nhạt, cũng như dưới ánh điện cũng như dưới qua cái điện thoại cho đỉnh quay thì nó lại thành hết sang màu trắng rồi. Đấy, cái cầu loa phía bên dưới, các bác sử dụng cầu nào thì các bác ấn cầu đấy vào, cầu A, cầu B. Bây giờ Xuân Đình sẽ quay cả phía đằng sau âm đi cho các bác luôn. Đây, âm đi rất là đẹp luôn nhé. Số series của âm đi đó là 140. Đấy, điện 100V công suất 200W. Hàng xuất cho thị trường của Mỹ, Marzahn USA, Diesing USA và dòng của Japan. Bên này ngoài ra chiếc Omni này nó có đường Prius này. Đường Prius này thì có tác dụng cho các bác khi sử dụng qua súp điện hoặc làm rè qua thiết bị khác cũng rất là tuyệt vời. Còn sau bên này là cầu loa. Quá đẹp luôn. Đấy. Mức giá là 7,8 triệu đồng. Và mua cả bộ cũng được, hoặc các bác mua lẻ loa, mua lẻ Omni thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày mùng 5 tháng 1 thì Xuân Đình đã giới thiệu chi tiết cho các bác ba cái cặp loa và một chiếc Omni đẹp tuyệt vời. Hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng, ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395727582. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất tại cửa hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.